Xin chào quý khán giả, quý Quỳnh Tôi Biết Miền Tây. Hôm nay là ngày thứ hai, mình ở bên China. Đây là con sông ở bên China đó quý vị. Sáng là yên tĩnh ha. Nó đang cùng khách sạn luôn. Hai đứa uống cà phê nóng không? Ê, cà phê... Mình xuống sảnh luôn hay gì cả? Đi hết rồi, còn mình á. Ừ, vậy sống kêu mình. Kêu con rồi. Ai cũng dậy sớm hết trơn. Có ai mấy thầy trò tôi dậy trễ uống cà phê trong đây gần rừng. Ngủ ngon cô Sàng? Ngon hả? Sư Khánh nói ăn gì, Sư Khánh kêu kìa. Nó khóc dạ cháo hả Sư Khánh? Lồng tông cái bóng này như một liên ha, cắt thịt cháo. Ba sao mà ăn ba sao. À có thịt gà, gà trứng. À chị Tha Minh san phân, nhưng mà Tha Minh phải gì chưa rau cả, có gì mình sẽ cần. Mình phân hai cái, cái mà bún mà cơ, bún mà bảo cái bún. Bún ha, ông mà bảo thằng Thảo đi, cái cộng bảo nó ngon. Ok, lấy một cái. À, đi cơ mỹ phần. Thập cẩm cái gì cũng được. Mình tự bưng hàng ta bưng thôi. À. Cô Sang nói gì? Ok. Trứng. Trứng chín không? Trứng chín là trứng sống. Chín. Dạ. Trứng chín nha, trứng chín nha cô Sang nóng. Là có. Wow. Rồi bưng đi ní. Cô Sang bưng trước đi, cô Sang bún. Yeah. Ok. Ok, ăn hết. Một tao. Ok. Đây. Thank you. Mẹ ăn cái gì mà chỉ đi. Mình ra ngồi bàn riêng đi cô Sang ơi. Đây quý vị ơi, nước của nó nhìn hấp dẫn không? Hấp dẫn rồi. Ha. Có dùng miếng nước chừng là được. Cũng hơi lạc thôi quý vị. Hơi lạc. Lạc ha. Chắc là tiểu đường nhiều quá. Dẫn nha. Đúng là bên Trung Quốc nó nhìn nó hấp dẫn gì đâu ha. Ủa tự nhiên mình xách lại theo kỳ vậy ta? Lắc đi mình còn trở ra ăn cơm nữa à. Đâu mình đâu phải đâu, đi luôn rồi. Có phòng à. Ủa sao trưa lại ăn cơm nữa? Ê quý vị ơi, chút xíu đây trước cửa nhà em. Ê qua tới trước khách sạn em đang ở, khách sạn 3 sao nha. Là có đợt xe lửa, đó, xe tàu, xe lửa sẽ chạy đây. Đây. Em nghĩ là bị chặn lại không cho qua nha.
khách sạn nhà em đang ở. Đây, bây giờ đoàn chúng em sẽ đi xe tút tút. Xe bát. Đây, đây, cô sang, 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 sang. Lên. Vừng ơi, hả, mở cửa ra. Ta ra xe điện mà. Đủ chưa? Đủ chưa? Số 1 đây. Cà phê hay gì? Quá trời. Nó cạn queo à. Đây ta cảnh là một quỷ nha. Quá trời luôn. Bên nhá, nhà mình bán là mỗi người bán đi cái thì cô vượt mỗi người bán cái chỗ đi. Dứt lên nha. Ồ đi chậm lắm chứ. Cười tươi cho con nào. 1 2 3. Ok. Đây. Hi, xin chào. À, đoàn chúng em giờ đi tham quan ở khu công viên. Cảnh đẹp đó quý vị. Đẹp xuất sắc mặt trời chưa? Quá trời đẹp luôn. À, còn mấy vị ở dưới thì đang check-in, chụp hình. Em thì đi lên đây trước. Trời, hôm nay có mưa phùn mưa nhẹ nha. À, cảnh đẹp không? Trời ơi, cái này view, cái view rất là đẹp luôn. Đây, phái đoàn của em đã đi một vòng nguyên cái khu vực này. À, chụp hình check-in rồi đó quý vị. Giờ tụi em đi đi xe đi tiếp nữa. Mà không biết hướng gì cho đi đâu nè. Mình sẽ đi qua Vân Nam. Siêu thị Lòng Đất. Ở Vân Nam. Vân Nam không ạ? China, Vân Nam China. Vân Nam China. Hà Nam, Hà Khẩu. À, đây là siêu thị ở dưới Lòng Đất. Đó, đoàn quý sư của chúng em. Đây, đẹp trai hướng nhân viên của chúng em đấy. Đây, của này cái gì? Phải 50 đồng một cái. Này gì vậy? Tôi không biết nữa. Không phải rượu đâu. Đây. Cái này gì ạ? Này rượu hả? Này rượu hả gì? À, cái này là nước à? Ép ép. Nước ép. Nước ép tướng nè, nước ép cam nè. Ồ, cái này là cái này nó nổi tiếng nha. Cái này là gì sư? Là dạng như là giống như rượu, rượu. Tao không biết uống. Rượu như kiểu là dạng như nước trái cây lên men của mình vậy đó. À. Trong bô hay là mấy cái kiểu là không, nồng độ là con không biết uống. À, không trời đất ơi, 300 trời đất ơi, thôi không biết uống. À, nước giải nè, ngon ngon rồi đó. Ô, cái này 10 đồng ngon nè, cái này 7 đồng chắc không ngon. Quất cái này nữa coi. Sư Khánh ăn này chưa? Này mặn hả thưa? Dạ, cái vị con gà vậy. À.
Trời đất ơi. Này chụp hình. Bự hơn xưa thôi Thư ơi. À, một lon thôi. Cái này 7 đồng mấy, cái này 5 đồng mấy. Cái này cái kia ha. Ừ. Đây trời ơi, mấy con vịt này thấy thương ghê không? Trời ơi, rau câu nè. Xuất sắc không? Mà con hỏi sư là đem về được không? Mình từ đây mình đem về Việt Nam đấy. Nhưng mà hỏi mình về tới đó nó còn tươi hay không á? Mấy con tươi 5 ngày thì làm tươi. Vậy thôi mua mấy trái nhỏ này đi. Mấy trái này không phải. Cay không? Dù đừng có dụ con nữa. Này 3 giờ liền thì ăn được. À, không cay thiệt ha. Này không cay thiệt không? Chuyện qua con bị thuốc rồi nên con biết sợ. Sao? Này nó không cay thiệt không? Cái này nó không cay thiệt. Ê, cái này dồn tàu hủ vô cũng ngon nữa đó sư. Sết lên ha. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, quả ớt của Trung Quốc. Ủa? Bắp này bắp gì vậy? Mỹ. Không phải Mỹ đâu. Trời ơi, tát củ cải nè ông nội mẹ ơi. Bự hơn cầm tay tôi nữa. Trời ơi. Củ lan, thấy bà nội cha luôn. Trời ơi là trời ơi. Trời ơi là trời. Nát luôn. Trời ơi. Hàng khủng, hàng khủng. Nhà cái này giờ Trung Quốc rồi. Trời ơi, là trời, trời ơi. Trời ơi. Wow. Không có tiền mua thôi nha quý vị. Chứ cái gì cũng có hết trơn là không có tiền mình mua thôi. Không hiểu được. Gạo nè. Ố, gạo đẹp quá ha. Sư, gạo đẹp ghê. Nè, gạo này mắc nhất nè. 9 đồng mấy. Bóng ghê. À, mà gạo nó mắc nhất nè, bóng ghê luôn ca. Nè, trời ơi, nhìn gạo nó bóng. Trái gì? Đâu phải. Này trái gì á? Đâu phải. Này trái gì á? Bấm bấm ăn là chạy. Cậu cầm lại cậu hỏi thằng Tứng thôi. Tứng nó nữa à? Tại vì không có thằng Tứng ở đây nên không biết thông dịch. Cái gì? Cá măng cầu. Cá măng cầu. Rồi 10 đồng trái đó kìa. Nè 9.9. 10 đồng. 10 nhân tệ. Ba mấy ngàn trái này nè, ăn thử không? Thôi ăn không biết ăn sao. Không biết ăn sao. Không biết ăn trái này. Không biết ăn trái đó. Trái này không biết à nha. Không phải. Giống như cái sung quá hả? Giống như cái sari á. Không phải nhưng mà nó là. Ủa, cái này là cái sung hả? Cái sung đấy không? Cái sung. Trời ơi. Nên giờ mình nhìn đó là cái sari. Cái bơ nè. Cái gì? Bơ. Bơ ô ngày mà chín. Chín đồng chín. Chín đồng chín sen hay chín đồng chín mình đó nha. Cái đây là nó xài. Tệ. Trời ơi. Wow. Quá xuất sắc. Chỉ xong. Nó. Chứ không phải măng cầu hả? À? Vậy mà thằng Tuấn nó măng cầu. Đâu có để. Mình
dưa hấu. Quá trời. Không có tiền á, mua quý vị ơi. Táo ngon ghê luôn á. À đây quý vị ơi, tụi em đi lụm được cái vali nữa nè. Đã mua đống đồ trong đây. Vali mới. Đây, đây mua đồ nhiều quá, em để đồ, để vali, đồ để ra vali đồ luôn. Quý sư còn mua trong đống nhất. Sư mua vậy, sao mua? Này này gì sư? Mì căng hả? Cái gì? Cú chúc. Lại gì á? À đậu hũ kỳ hả? À rồi mình lên luôn đi. Ai lên? Hello sư Khánh ơi, lên trước nha, uống cà phê. Dạ đi. Đây là chúng em đã mua ở dưới lòng sư phụ dưới đây rồi. Xong rồi giờ tụi em lên đây ăn. Bây giờ ăn xong rồi tụi em đi ăn tiếp nữa. Bây giờ lên xe đi lại đi xe các bạn. Wow. Đây là chúng tôi sẽ vô phòng ăn. Rồi, tới ăn tour quý vị ơi. Yo. Oh. Wow. Rồi, bạn. Nhà mình ngồi xuống đi, nhà mình ngồi đi. Rồi chúng ta hãy khui chén ra. Này uống nước trà hả? Một cốc là uống trà và một cốc là uống rượu. Ôi trời ơi. Ô hút chân không không? Mày nào có uống rượu. Ủa? Uống bia. Hút chân không? Uống bia không gọi thay bia nha. No. Wow. Một cái bát siêu nhỏ. Trời đất ơi. Mình nghe lăng lắm, mình nghe lăng lắm. Ôi thần linh ơi. Hôm nay đến Trung Quốc thì rất là lạ lùng. Cái bát. Cái gì vậy? Cá. Thì sẽ chia cho mỗi người một bát như này. Một bát cá. Ăn cái là no rồi. Bắt anh si to cặp đồ. Quay tiếp nữa. Không biết cái đó gì hả? Ôi. Ơi, cái này cái gì? Này không phải cái gì? Cái này có món gì? Cái gì sư? Sư anh. Chấm chéo hả? Hả? Vậy. Chéo là cái gì? Ôi trời ơi, cười gì? Cha kia nãy giờ tính nói xấu rồi. À, chị bảo chấm chéo. Sao ta TV á? Mà là chấm chéo không? Cũng dạng dạng kiểu vậy. Chúng mời, chúng mời nó rủ à. Mang thâu. Thấy cũng chung chê hả? Khoai tây. Chấm nè. Lấy cái gì bông à, bông à. Wow. Rồi. Canh hầm dừa. Còn món nữa hả? Mấy vị. Cơm để chuyên câu.
cơm cho các cô nhá. Ok. Đây con rót chuồn trà đá lên. Mình dọn ăn dòm lại. Lấy cái đó xuống không? À, mình múc cái này qua bên đó không sao? Lấy đó xuống luôn hết chưa? Hết rồi, em lấy. Cái này hả? Cái này là có gì? Đàn cơ không chay chỉ có gì? Đàn cơ á? Nhiều quá sao ăn hết? Quay hoài nó hết rồi. Múc quay chay đó. Ô, con món này. Không, không phải, cái này cái gì, nó chiên nè. Chiên. Chiên Long Nguyên về á, bắp lên ăn. Có đường nữa. Review ơi, nó giòn giòn à. Nó giòn giòn lạt nhách à. Hay sao? Ngon. Ngon thiệt mà. Cái gì cũng ngon hết, toàn là dầu với mỡ thôi cũng ngon. Bắt người khác. Không ăn được, ăn trầu gỏi kìa. Giảm cân rồi. Không ăn được, ăn được. À này kem mà. Đúng rồi. Nổ vô. Vô ơi, tép vô. Oh no. Ngon. Đậu ngon, chứ không có gì hết. Đây quý vị ơi, em vô em không biết tiếng. Em kêu quả dừa. Nó bán 55.000 một trái. Diệu. Em mua một trái. Diệu nó không biết, nó qua nó nói là nhiêu xiền. Cái đẹp là xiêm trái nữa, thành hai trái, đã thành 101. Tiền á, chứ không kêu dừa. Thôi giờ cô Sang với 15 đồng. Ê, sao vậy? Cô Sang. Cô Sang với ấy đi uống trái con với Diệu uống trái. Chứ giờ sao? Rồi chú em đợi làm giấy tờ cho em chứ em đi về về lại về Lào Cai. Dừa. Đâu có biết đâu. Trời đất ơi, cái món này đời rẻ nhất. Cô Sang nè. Tính cho nó uống cho nó mát. Trời ơi. Ăn mà nóng không uống nha. Ừ thì đó, ăn à, uống cho nó mát mà nó tuôn mồ hôi. Đây quý vị ơi, chúc em chuẩn bị về lại Lào Cai. Hello. Đây. Hẹn gặp lại nha. Dạ quý vị ơi, em đã đi qua Suna, đi qua này thì hai ngày một đêm của chúng em. Ơi. Chị Diệu đỏ lên, chị Diệu. Cái bị chơi nặng quá. Đúng rồi. Thì em đi qua đây em đi có hai cái vali, em về tới ba cái vali lần. Đi mua cái vali này bự nữa nè. Bên đây nó rẻ, có 1.000 cái à, của sư mua chứ không em cũng mua nữa Việt. Đây đang làm thứ tờ để chúng em trở về qua bên Lào Cai để cho kịp để phát quà từ thiện. Xe đó chuẩn bị nó tới rồi. Đây đó, đầu cũng chúng em đây. Đây này, cái mũi móc. Đó luôn. Cái năm bé sáu. Bé tư đâu? Bé tám. Bé bảy. Bé năm bé sáu. Bé năm. Bé một. Bé một. Bé mười ạ. Bé năm của tôi. Chín bé mười bé mười một. Bé chín bé mười bé sáu cậu ạ. Chín bé mười bé một. Đúng không? Đúng rồi, bé năm đây. Đây là có bé hết đây. Năm. Rồi mình sẽ hẹn quý khán giả vào clip sau nha. Chúng em sẽ về lại Lào Cai. Bye bye. See you again. Đây là những hàng này đi qua bển nè, đi về nè. Đó là ta giác đi.